Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu đi bạn nam. Dạ tên Linh, thưa quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quốc Thịnh. Em người Quảng Nam. Em đang làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì bạn? Dạ em làm bên công ty thuốc thú y ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em tên là Tú Anh. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh. Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị. Ở Đắk Lắk, hiện giờ mình đang dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng ạ. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chị. Chưa có. Bạn đề nghị cao quá đúng không? Dạ, hay sao? Dạ không phải, Linh ơi. Cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình không thấy ưng ý. Cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mấy người ta vậy đó. Xong đó, chưa. Bởi vậy anh Nguyễn Linh anh hay nói nè, chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc. Chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lỡ đi luôn vậy đó. Dạ. Nha, lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền. Đó, dạ. Sơ yếu lý lịch sơ về tình trường của cô gái bên kia. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hồi cấp 3 thì em có thương một bạn học trên lớp, rồi bạn đi học đại học thì chia tay. 5 năm sau thì em có quen một người nữa. Mà quen năm mấy năm? Dạ quen thì cỡ nửa năm thôi. Thôi bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào? Em thì chắc cũng đơn giản thôi. Cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành, sống giản dị. Nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương, cười tươi. Có duyên chút, da với dáng dễ nhìn chút, không có hình xăm, nếu được không có hình xăm, không hút thuốc, uống rượu, bia, nhậu, đặc biệt là đánh bài. Dạ. Sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy? Dạ, tại em thấy một số phụ nữ cũng có, cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh. Rồi, để chị hỏi bên đây coi, hút thuốc, xăm mình, đánh bài, em có dính cái nào không? Dạ, chắc chưa chị. Chắc chưa hả? Em nói biết hết, sợ luôn em. Mình đặt ra cái chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá. Thứ hai là đầu không có bị hói. Sao tự nhiên em xuống tông chỗ đó chị, em nói lớn lên em. Dạ đầu không có bị hói, với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu chị. Em muốn cao bao nhiêu? Dạ em thì 1m68 trở lên là được. Bên đây 86. Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì không? Dạ, sở trường với tài thì em nghĩ là không cần. Nhưng mà em thích người là thích tập thể dục thể thao rồi. Nên nếu có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi, cho nó khỏe vậy thôi. Để hỏi ảnh thôi coi anh có thể thao không nha. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao chắc đạt yêu cầu 111.5% ở bên kia. Sao tự nhiên hại não tôi chi vậy? Thì bên kia đưa 1m68 thì 100 mấy% rồi. 1m75. Rồi có chơi thể thao gì không? Em chơi cầu lông tập tành thôi. Bây giờ bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không? Dạ nói không thích thì hơi ngại, nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ. Là thích hô sơ sơ? Không. Tức là không thích hô. Dạ nói vậy đi cho ngắn ha. Bữa nay không có hô sơ sơ, nên hô nguyên hàm. Móm móm được không? Dạ móm thì chắc có duyên hơn. Móm có duyên hơn. Bây giờ đâu hết thích hết đất thử vậy một vài cái coi. Cứ cần phải làm khó nhau dữ. Đâu có làm khó đâu. Tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao. Sao quý vị? Ráng làm gì vài chục cái coi. Thích chất lượng ha. Coi chừng cái lỗ mũi nha. Thôi được rồi. Ổn định rồi. Khỏe. Được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được, tôi gả luôn rồi đó. Dạ, nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng dưới năm đi chị. Bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa? Dạ được. Rồi, để tôi về tôi nói cho. Khỏe, cao, đẹp trai, hít đất 10 cái sát rạc, được. Bà Mai phải làm khó quá ha. Đâu, thầy qua đây, coi đằng gái thì coi sao nha em. Dạ. Trời, cô giáo dạy tiếng Anh, dễ thương lắm. Oh, good morning. Dạ, chưa rồi. Thì tôi mới ngủ dậy, tôi tưởng là buổi sáng. Anh bên đây thì anh hơi đẹp trai chút, nói thẳng gì luôn á nha, đàn trai là hơi đẹp trai đấy. Mà thường những người mà đẹp trai á, thì hay có những bóng hồng xung quanh, có ghen không? Chắc là ghen anh.
ghen, mà ví dụ là mình ghen vừa vừa thôi, mà nếu mà người thấy người ta, mà người ta, mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là... Đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi, em sẽ làm gì ngay tức khắc? Chắc là em phải chạy về nhà xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh, rồi sau đó từ từ tính lắm, chứ còn nếu được cái này được. Trời ơi, hay vậy, hay cái này tâm lý nè. Bởi vì khi mấy cô kia thấy cái tội nhào vô cái gì vậy, sao để tay lên đùi, biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy cô sợ, cô vịnh tay lên đùi vô tình em bắt gặp làm sao. Thí dụ vậy, mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết, không để hỏi anh coi tại nước. Sao đúng rồi tại em vì... uống nước, ăn cơm, tắm rửa, ngủ giấc, sáng mai em hỏi. Tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức trước. Được, cô này được xử lý thì cũng rất là tốt ha. Thôi hỏi như đó cũng thấy được rồi đó, tình hình là trai tài gái sắc vô. Riêng bà Mai cái vụ ghen này phải học hỏi cô này mới được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến tư vấn của người thân đi ha. Em gái có đi với ai không em? Dạ em đi với lại em gái ruột với lại hai đứa em làm chung chỗ. Hỏi ý kiến em gái ruột trước đi. Em chào anh Huyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Tình hình anh rể tương lai thế nào em? Em thấy anh cũng dễ thương. Về ngoại hình thì chắc là đạt rồi á. Em có yêu cầu gì anh rể tương lai không? Nếu mà làm anh rể em á thì yêu thương chị em xíu. Tại chị cũng hiền lắm, mà nói chung là siêng lắm. Sáng dậy là chạy bộ xong rồi về nấu ăn cho cả nhà, xong rồi tối đi làm về là nấu ăn cho cả nhà luôn. Ổn đấy. Được nha. Cảm ơn mẫu em gái. Người vợ lý tưởng đấy. Rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với cô Chính. Cô Chính. Dạ. Chào cô Chính. Dạ chào cô. Chị xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Theo ý kiến của cô thì cô nhìn cô thấy bé này thì cũng rất dễ thương và hiền. Và cũng có nhiều cái quan điểm này, cô nhìn cô thấy là cũng hơi giống của cháu cô. Thì cô cũng khuyên cháu cô thì nên hẹn hò đi, rồi có thể có gì mình tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô Chính. Khuyên em là hẹn hò để tìm hiểu sao. Cô Chính cũng thoáng. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Cặp đôi này xứng nè. Rồi gặp đi bạn. Chào. Tặng anh. Em tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh là anh định mang theo quyển sách để tặng, nhưng mà vì sách rất là kén người cho nên là anh sợ rủi mà người không thích đọc sách thì nó không có ý nghĩa, cho nên là anh cuối cùng là anh tặng cái cây. Dạ. Em cũng thích cây lắm, nhưng mà hy vọng là anh thích cuốn sách này. Dạ. Là sở thích có vẻ giống nhau rồi ha. Rồi. Bây giờ mình cảm nhận về người đối diện lần đầu tiên gặp mặt, khi mà tấm màn nhung kéo lên, thấy thế nào? Chị thấy luôn nha, vẫn còn thấy hồi hộp. Anh thấy Tú Anh rất là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thực sự nếu mà được cái hiền đó là cái mà anh có vẻ là anh cảm thấy vừa ý nhất. Em thấy thì nhiều khi mình cũng không thích người ta nghĩ mình hiền quá, tại vì nếu mà người ta nghĩ mình hiền quá thì nhiều khi ăn hiếp, thì em cũng không thích. Ủa em nghĩ sao cái mặt anh vậy, ăn hiếp được ai em? Em đâu biết được. Rồi, bây giờ mình sẽ nói một câu nào đó từ đáy lòng của mình ha. Này mình nói theo tiếng nói của con tim, nãy giờ mình cảm nhận thế nào để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Em nói trước. Em cảm thấy thì ngoại hình đúng như em gái em nói thì nhìn dễ thương. Dạ. Em thì nghĩ là con trai dễ thương với lại có nụ cười ấm áp. Em thích con trai có nụ cười mà nhìn ấm áp vậy. Với lại về những cái quan điểm thì em thấy anh với lại em cũng có một số điểm hơi giống. Rồi bạn nam thấy thế nào? Thôi để em hát một câu đi ha. Rồi. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về miền Trung nghe mùi xôi nếp mới. Rồi về nhà anh em làm dâu nhà anh. Ôi nghe yêu sao cái chi răng mà rửa hỉ. Ôi nghe thương sao cái bên ni bên tê. Đất Quảng ân tình nuôi anh từ thơ bé.
đất quảng ân tình cho anh một dáng hình và cho anh những bước chân phong trần anh mới gặp được em. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh, nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh. Nắm tay quyền thế, nắm tay quyền thế. Tay ảnh lạnh quá. Nắm tay quyền thế. Chắc là ảnh được. Hình như họ quen từ bao giờ vậy? Cái nắm tay rất chặt. Ô, xứng đôi quá. Bạn gái. Em cảm giác thế nào? Cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng không có xa lạ lắm. Em dù gì mới lần đầu ạ. Không có xa lạ lắm. Tức là hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Trong mộng thì phải. Nào, trở về vị trí, chuẩn bị, bấm nút. Dù đã nắm tay rồi nhưng mà cũng phải làm thủ tục về ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm các bạn. Nói gì nói, đây là giờ phút hết sức là thiêng liêng đối với các bạn. Nó sẽ đánh dấu một cái ngày thật ấn tượng. Và chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này các bạn nhé. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn gái tặng bạn trai một cuốn sách Hạnh Phúc Đích Thực. Và đây chính là Hạnh Phúc Đích Thực. Chúng ta hãy gieo mầm để tình yêu lớn mãi các bạn nhé. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Kiến Thắng. Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy nắm tay rồi, bây giờ nắm tiếp đi. Dạ, thôi, xíu rồi, nắm nhiều hơn. Không, nắm đi. Hôn nhau. Một cái hôn để kỷ niệm. Đó là thủ tục của chương trình đó bạn. Cái này chắc để sau. Không có để sau được. Bắt đầu. Hôn mà còn che lại nữa. Dạ em thấy bạn ngại quá nên che em kính lại cho bạn để ngại. À đây, quà tặng gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị Tường. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn anh. Chị đang làm công việc gì? Kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Anh muốn sao anh? Đại học trở lên. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ Màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang. Mời anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Mình tên là Đức Anh. Năm nay mình 48 tuổi. Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng. Anh đang làm công việc gì vậy anh? Hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục. Rồi xin mời bạn gái bên kia. Em chào quý khán giả, chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em tên Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ồ. Chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang làm hương. Chị đang làm công việc gì? Em hồi trước là thợ may, sau đó em muốn buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì? Bán bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi, chắc là ngon lắm á. Chị, nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 169 chị. Anh sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 68. Ủa, vậy là lớn hơn tuổi. Lớn hơn tuổi. Vậy chị gái ơi. Dạ. 48 tuổi chắc cái tuổi nó cũng vừa vừa rồi ha. Chị có thể nói một chút xíu về tình yêu của chị như thế nào mà bây giờ mới ngồi ở đây à? Em đã có gia đình mà chia tay anh. Mình có cháu, cháu rồi. Em được 3 cháu. Bao nhiêu tuổi à, chị? Một cháu trai 24 với 20, cháu gái 13 tuổi. Hai trai một gái. Con lớn quá hả? Dạ. Lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị? Bắt đầu ý kiến cũng lâu lắm rồi anh Linh. Nhưng mà tại vì em thương con á nên mới kết thúc giấy tờ hẳn hồi thì 5-6 năm nay á anh. Dạ, là 5-6 năm nay mình ở vậy một mình. Dạ. Dạ, rồi lý do sao chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì con dâu á, bạn gái của con trai á, nó động viên, nó nói mẹ đăng ký đi, chơi bài vui, thấy chương trình này cũng hay quá. Rồi cái giờ chị, con dâu thiệt là tâm lý ha. Thôi mời anh, mình hỏi anh nói một chút xíu về đường tình của mình như thế nào anh.
Mình trải qua hai mối tình và một cuộc hôn nhân. Mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này. Mấy cháu, cháu rồi anh? Hai cháu. Một cháu lớn đang học đại học năm 2, một cháu học lớp 8. Hiện nay các cháu sống với mẹ. Hai đứa con cũng lớn như chú Bộ. Vâng. Không có cứu vãn gì được anh hả? Rất tiếc. Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha. Thôi giờ là anh đưa ra quan điểm của mình đi. Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại nè. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Học vấn, anh muốn sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng lắm, quan trọng là thu nhập ổn định. Anh muốn trình độ thế nào? Đại học trở lên. Ủa tại sao vậy anh? Sao phải học cao vậy anh? Cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề, trong đó có cái quan điểm sống, cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình. Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt, họ sống bằng cái tâm của họ, cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh. Cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời. Đúng rồi, đúng rồi đó anh. Mình đồng tình. Còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì cái trình độ mình đề nghị ra không phải là tất cả, nó tổng hợp nhiều yếu tố, quan điểm sống và hình thức. Linh nghĩ cái quan điểm sống mới là quan trọng. Vâng vâng. Có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói. Dạ dạ. Thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không? Anh nói luôn đi. Rồi để em tâm sự với chị. Mình muốn có một bé gái. Anh muốn đẻ nữa hả? Vâng. Nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái, đẻ ra con trai nữa thì sao? Dĩ nhiên là được. Cũng xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Mình cứ chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất. Còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa. Dạ. Chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được. Đúng rồi, mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi. Khi mà gặp nhau á, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái yêu cầu của mình. Nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh. Thế giờ mình mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại. Thì mình muốn cái người đó như thế nào? Phải mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em, tại vì em chưa được chia sẻ và quan tâm. Yeah. Có lẽ chị bên kia chỉ chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Em xin phép anh nha, em nhỏ tuổi anh, nên xin phép để em qua em nói chuyện với chị chút xíu nha. Chứ không phải là mình chào chị. Hồi nãy Linh trò chuyện với anh kia thì ý anh cũng muốn là chị xin cho ảnh thêm một đứa con nữa. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em thì cái chuyện đó em sẵn sàng, không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết. Cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị? Dạ không chị, không có chia sẻ bất cứ một cái gì. Một mình em tội nghiệp, ba đứa con em cũng vẫn bất hạnh, thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha. Nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi, có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không? Nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn, mẹ vui thì sao con cũng con chị, dâu đăng ký chương trình. Xin chia sẻ với chị điều đó ha. Dạ dạ. Xin phép nha. Dạ. Bây giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai? Mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng. Dạ. Dạ chào anh. Chào các. Dạ. Anh ơi nhưng mà điều em nói thiệt nha. Bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi, chị cũng có ba cháu rồi. Thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á, nhưng mà chị không thể sanh được nữa thì điều này nó có làm anh thay đổi quyết định của anh không? Mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả. Nếu sau này thành hai đứa đã có rồi, dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn. Yeah. Không phải là tất cả, không phải là điều kiện tiên quyết. Được nhiều yếu tố thì tốt, còn không thì mình chấp nhận. Bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình chẳng có nhiều để cho bạn đời, mình cũng có ít lắm. Thôi bây giờ có lẽ mình để sự tư vấn của người lớn đi chứ. Dạ. Yeah. Người lớn là ai, người lớn hơn nữa. Anh ơi có ai đi theo không anh? Có bạn đồng nghiệp. Dạ. Yeah. Bạn đồng nghiệp. Thế cảm nhận của anh về hai người này thế nào ạ? Hy vọng là sau chương trình này hai anh chị nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu thương lắm mình ơi là mừng lắm rồi. Rồi, chị gái bên kia chị có đi với ai không? Em đi với chị Kết Nghĩa. Dạ, chào chị ạ. À. Chào Linh với Cát Tường. Cặp này được không chị? Được, nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao, đòi hỏi phải đẻ con gái, gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao?
chị cũng muốn hai em nắm tay nhau lận mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á. Giờ cuối đời rồi của chưa, em cuối đâu trời mới giữa giữa nói chuyện trời ơi gần 50 tuổi rồi còn nữa em 50 tuổi hơn, chưa cuối đời hơn nữa là người rồi còn gì nữa mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu. Nó bất hạnh lắm, không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không mà nói giỏi lắm đó, nấu ăn đồ ngon lắm thì chị thấy em cũng được nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu. Thôi bây giờ thôi hai anh chị anh với chị gặp nhau nha, thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này. Nào kéo màn lên xin mời anh chị. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Thấy anh cũng dễ gần. Anh thấy em sao? Anh cũng nghĩ thế. Nhưng mà anh. Tính anh thì hơi kỹ tính và hơi nóng tính. Em có như vậy không? Em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính. Mà em biết lắng nghe và tôn trọng. Anh thì anh nghĩ thế này, hôm nay mình có duyên là đã được gặp. Hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó. Còn có thành hay không nó lại là cái nợ. Đúng không? Mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi. Anh mong rằng anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn. Em thì thích nghe nhạc, thích đi du lịch. Giống anh. Hay anh chỉ thích nghe nhạc hay anh hát tặng chị một bài hát gì đi? Xin hát tặng em và tặng anh chị và khán giả bài hát Triệu Đóa Hồng. Một ngôi nhà xinh anh hoa xinh gợi trong tranh vẽ những vui buồn. Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Tặng một đài dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm. Dạ, chị cảm nhận như thế nào chị? Anh hát hay. Chị được rồi. Có thích lãng mạn không? Dạ thích, anh rất thích lãng mạn. Rất mà chưa lãng mạn. Được lãng mạn. Anh có thể tổ chức một buổi gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai? Mình nghĩ là mình có thể. Thí dụ mình hẹn hò đâu cho nó lãng mạn đi anh? Hợp phố chẳng hạn. Hợp phố là ở đâu? Ngã tư Trần Huỳnh Lê Duẩn thành phố Bạc Liêu. Ủa mình gặp ở bờ giữa ngã tư gì đó hả? Chỗ đó là cái gì anh? Cái quán cà phê nhạc chính. Nhưng mà như anh Quyền Linh nói thì có thể giữa đêm với 2 giờ hả? Đứng giữa ngã tư cũng được. Đúng rồi. Cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống, sương mờ nó bay là đà. Anh đứng nghe chờ ngay ngã tư, cầm một cái bó hoa hồng chờ chị. Và chị xuất hiện đúng 12 giờ ta tặng một bó hoa. Hát bài Triệu Đóa Hoa Hồng đỏ thắm. Đó là cách cũng lãng mạn đúng không anh? Rồi, thôi thế cũng cảm nhận được rất là nhiều điều rồi ha. Bây giờ anh chị suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này hết sức là quan trọng. Nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị mà nó còn hệ trọng đến những người con nữa. Bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi. Mình suy nghĩ thật kỹ. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị. 3 2 1 Hết thời gian. Cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ. Quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác. Em và cả anh. Xin cảm ơn. Và một điều mà Quyền Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy. Cũng có thể tất cả mọi điều có thể xảy ra để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Gửi tặng hai anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc cho hai anh chị sớm tìm được một nửa của mình. Và đặc biệt là chị nhé, người phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng đón nhận mẹ con chị. Và chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc chia sẻ anh nhé. Vâng, cảm ơn. Dạ.
một không gian rất là trữ tình, rất là lãng mạn. Và chính vì vậy chúng ta sẽ hẹn được một cặp đôi ngày hôm nay để mà nói về câu chuyện tình yêu. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài, một nửa đã ngồi ở đây rồi. Trời ơi, cài áo đẹp quá bé ơi, lát quay xong chương trình tặng chị nha. Xuất sắc, xuất sắc. Vụ gì đây? Tăng trường, tăng trường. Mời hai bạn mở mặt nạ. Và áo tung bay từ mây trắng. Tăng trường, tăng trường. Trời ơi, xinh quá, đẹp quá. Thôi, bây giờ thì Tường không biết nói gì hơn để cho hai bạn ấy tự giới thiệu về bản thân. Mời em ngồi ở vị trí đàn trai. Rồi, giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường. À, chào bạn bên kia. Em tên là Lê Thị Thanh Thanh. Lê Thị Thanh Thanh. Dạ. Bạn bè hay gọi là Doni. Doni. Dạ, em sinh 90. Em quê ở Bến Tre. Thì hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên phun son thẩm mỹ, em làm tự do. Mà sao tự nhiên mà con trai mà có chỉ thị? Tại vì từ nhỏ thì ba mẹ sanh ra đâu có biết, đâu có xác định được giới tính của em là như vậy. Ờ, vậy túm lợi lúc sinh ra em là con gái. Dạ đúng rồi. Con gái thiệt. Trời ơi, con gái. Rồi bao giờ thì em mới biết là em không phải con gái? Đến khoảng năm em học lớp 10, 11 á, thì em mới bắt đầu em có tình cảm với một người lớn hơn em. Ồ, đó rồi, còn em, mời em giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Trần Nguyễn Nhi. Dạ, mọi người hay gọi em là Yuri. À, em sinh năm 1992. Năm nay hai bạn ai cũng có cái tên khác. Bên đây là Doni. Doni. Bên đây là Yuri. Yuri. Ủa sao cũng y y y, chắc hồi tôi lộn với hai tôi mệt hợp rồi nha. Y y y vậy, tôi thấy hợp rồi đó. Dạ, hiện tại thì em là người mẫu tự do. Với lại em cũng có tham gia một cái hội mà bên bảo vệ phụ nữ với trẻ em khỏi bạo lực tình dục với chị, mà dành cho LGBT, cho nữ thôi ạ. Có nguyên nhân gì để em làm trong cái công việc đó? Lúc nhỏ thì em cũng có bị bạo lực á. Lúc mà mình còn nhỏ mình biết được cái chuyện mà cái tiếng nói của mình nó chị đó, nó không có được lớn để mình có thể chống cự lại những cái gì xung quanh á. Nên mình hiểu là mình bị thiệt thòi thế nào. Đó là bạn bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng 4 tuổi ạ. Em vẫn còn nhớ hả? Dạ. Thì có thể là nó tại vì nó không có được vui vẻ nên mình nhớ lâu. Nên khi mà em biết đến cái dự án này á, thì dự án này ở bên Sisaga tổ chức á, thì giống như là nó là một cái gì đó mà em muốn lấy ra những cái gì mà mình đã từng trải qua, những cái gì mà mình đã kinh nghiệm của mình để có thể giúp đỡ mấy bạn và trải qua những giai đoạn của mình khó khăn như thế nào. Đó là cái câu chuyện làm trong cái hội bảo vệ những người phụ nữ mà bị giống như là bị xâm hại tình dục á, đúng dạ, không? Đúng rồi. Thưa quý vị, hôm nay là một cái cặp đôi này đối với Tường là cũng khá đặc biệt, cho nên là chị cũng phải tò mò, chị hỏi nhiều một chút, nên tụi em cũng đừng ngại chia sẻ, tại chị không biết thì chị phải hỏi thôi. Tại vì chị cũng đã từng tiếp xúc với những cặp đôi ở những chương trình này cũng như là những chương trình khác chị tham gia. Mà có khi là chị thấy có một lần chương trình hình như là Yêu Là Cưới hay gì đó, thì chị thấy là như hai bạn đến tham gia chương trình mà đều là con gái hết. Còn bên em hồi nãy chị nhìn chị lộn em, chị tưởng em là con trai. Dạ. Thì ví dụ như trong cái cộng đồng của mình có cái tên gọi gì đặc biệt cho những trường hợp giống như em không? À, gọi là SB cứng. SB cứng. Dạ đúng rồi. Còn ví dụ những bạn tóc dài á, về phía bên Nam á, thì gọi là SB mềm. À, vì phân biệt chữ cứng với chữ mềm thôi. Dạ đúng rồi. Còn các bạn nữ thì không có tên gọi gì hết. Dạ, gọi là phém. Tôi rất là thích làm những chương trình như thế này, tại vì mình mở mang kiến thức á, mình được tiếp cận nhiều, mình hiểu được nhiều cái ngóc ngách tâm lý của các bạn. Tại vì bây giờ cộng đồng LGBT rất là mạnh. Và cái thứ hai nữa là cái quan điểm của mọi người cũng đã cởi mở hơn, và không có còn một cái sự gì gọi là ái ngại hay kỳ thị gì hết. Cho nên là chị thấy làm rất là vui. Bao giờ thì em biết là giống như bạn này nói là, nãy em nói lớp 10 hả? Dạ 10, 11. 10, 11. Là khoảng tầm 16, 17 tuổi thì bạn ấy phát hiện ra là bạn ấy thích bạn nữ. Thế còn em thì từ lúc nào mà em biết cái... Thì em cũng lớp 10. Thực ra thì giống như trước đó, trước cái lớp 10 đó thì em có những cái cảm xúc mà dành cho những bạn, cho bạn nữ là bạn thân của em á. Thì kiểu như là khi mà em thấy bạn đó đi chơi với một bạn nữ khác, kiểu như mình không thích, rồi mình ghen tị, rồi mình khóc lóc, kiểu như là mình chỉ muốn bạn đó của mình thôi. Nhưng lúc đó em cứ nghĩ là chắc là tại vì mình kiểu như là mình ích kỷ á. Với lại lúc nhỏ thì em cũng thiếu thốn tình cảm. Nên kiểu như là khi mà có bạn rồi mình cứ muốn người đó một mình. Nhưng khi mà lớn lên rồi thì mới biết là mình thích bạn đó. Và sau này khi mà bạn đó có một cái sự kiện là bạn đó tỏ tình với những cái bạn khác. Bạn đó tỏ tình với những bạn khác? Dạ đúng rồi. Là và cùng giới hay khác giới? Dạ cùng giới luôn. Là bạn đó cũng là giống như em luôn. Nhưng mà tụi em lúc đó không có biết gì hết, chỉ biết là cảm xúc của mình thôi. Thì bạn đó mới về tâm sự với em, khóc lóc với em, cứ nói là tỏ tình với bạn này mà bạn này không có chịu, là bạn này kỳ thị. Lúc đó cứ khóc hoài, mà bạn nó cũng đi tỏ tình với nhiều người, xong cứ về khóc với em hoài.
Thế xong rồi em mới nói thôi mày đừng có quen mấy người đó, đừng thích mấy người đó, thích tao đi, tao không bao giờ tao làm mày khóc đâu. Lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ là em muốn bảo vệ bạn của em thôi. Rồi dần dà sau đó thì em mới tìm hiểu trên mạng là hai người con gái thích nhau thì như thế nào, cảm xúc như thế nào, thì em mới phát hiện ra ừ, thực ra là em thích bạn đó lâu lắm rồi, chỉ là lúc đó em không biết là đó là tình cảm thích mà nghĩ là để ích kỷ thôi. Vậy từ đó giờ trong cuộc sống của em có bao giờ em có sự rung động nào với bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa. Còn em từ nhỏ đến lớn có khi nào em rung động với bạn trai nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời, tại vì có những cái cặp á mà bạn ngồi đây mà hai bạn trai á là nhiều khi là cũng đã từng có bạn gái rồi luôn. Dạ. Rồi sau đó rồi mới làm biết là mình vậy. Thế thì bao lúc nào thì em come out với gia đình và phản ứng của gia đình mình thì như thế nào? Tính ra em cũng chưa bao có một lần nào gọi là nói thẳng thắn với gia đình hết. Nhưng mà lúc mà khoảng em lên Sài Gòn thì em đi học khoảng năm thứ hai, mẹ em mới bắt đầu biết. Là do em, dì em hỏi em thì em mới, em không muốn nói dối, em mới thừa nhận với dì là em như vậy. Thì bắt đầu là sau đó thì chắc có lẽ dì cũng nói với mẹ, thì mẹ cũng nói chuyện với em, thì em cũng tâm sự với mẹ như vậy. Khi mà biết đích thực như vậy rồi thì phản ứng bố mẹ như thế nào? Dạ lúc đầu thì mẹ cũng buồn, cũng như là mẹ em á chỉ mong là sau này ví dụ mình sẽ có gia đình, có con cái, để nhiều khi là mình lớn tuổi rồi á. Nhưng mà dần dần á thì mẹ cũng hiểu, tình cảm cũng giống như những người trai gái bình thường vậy đó. Tụi em rất là thật lòng. Rồi em cũng có dẫn bạn về nhà, thì những người em quen nói chung là cũng hiền, cho nên là gia đình em cũng thương, nhiều khi thương hơn thương em nữa. Gọi là thành công ha. Dạ. Thế còn em, bao giờ lúc nào thì em chia sẻ với gia đình mình? Dạ em không ao cũng năm nay lớp 10 luôn à. Tại vì ví dụ bên đây nhỏ lớn á, nhìn nó men sẵn rồi gia đình ít bất ngờ. Dạ. Nhưng mà em là quá nữ tính luôn. Thì dạ, khi mà rồi. Như vậy thì phản ứng ba mẹ chắc là sốc á. Thì mẹ em cực kỳ sốc luôn. Kiểu như cũng là sự cố xảy ra khi mà lúc mà em đi học á thì có một bé đó nhỏ tuổi hơn em là cắt tóc ngắn, giống là mấy bạn trend đó là cắt tóc ngắn. Thì hay chở em đi về là chị là chị em thôi. Thì mẹ em mới là quen thầy giám thị về mét của mẹ em á, là ừ đừng cho con bé này chơi với mấy đứa vậy á, coi chừng nó lây bệnh, coi chừng nó BD này nọ kia. Thì mẹ em mới, em đi học về mẹ em mới kêu em lại hỏi là ủa chứ mày không được chơi với mấy đứa vậy nha, mấy đứa là bệnh này nọ kia, nó sẽ giết mày. Nói chung là dùng những cái lời lẽ xúc phạm ấy. Kiểu như mẹ em thực sự là không hiểu. Không hiểu. Thì lúc đó em nghe xong kiểu em cũng rất là bốc đồng. Em mới nói là ừ thì con cũng bệnh vậy đó, con đang bị bệnh rồi, sao mẹ cứ xa lánh con đi. Kiểu em bốc đồng theo kiểu vậy. Em tóc dài mà nhìn em không bệnh nữ tính, nên mẹ em cũng không có làm dẫn bạn trai vậy. Cứ như là không có làm bất cứ cái điều gì mà mẹ em cảm thấy chướng mắt hay mẹ em cảm thấy bực mình. Em cứ sống cuộc sống ngày bình thường của em như bao ngày á. Nên tự mẹ em cũng không nói gì luôn. Cũng im lặng đến tận giờ. Tới giờ luôn. Tới giờ thì em chưa bao giờ dẫn một người bạn nào. Dạ sau này thì em có dẫn, nhưng mà mẹ em kiểu cũng chấp nhận. Cách đây 2-3 năm thì em cũng có come out với mẹ là coi như là muốn xác nhận lại là chắc chắn là con là người như vậy và con không thể thay đổi được gì nữa hết. Tại vì trong gia đình thì đôi lúc cũng nói em cũng lớn tuổi rồi nên lấy chồng, có con. Thì mẹ em cũng nói là nên có một đứa con để sau này dưỡng già này các kia. Thì em mới nói với mẹ là giống như là xã hội ở ngoài á, tất cả mọi người kỳ thị con thì con cũng có thể con vượt qua được, con sống tiếp được, con có thể bỏ qua hết. Nhưng gia đình không chấp nhận con mà kỳ thị con thì cứ bắt con phải làm theo những cái điều mà con không thể, thì con không thể sống nổi. Có hai mẹ con ôm nhau khóc. Thì mẹ mới nói thôi kệ đi, tao cứ cho như là mày đi tu đi. Nhưng mà mình có khẳng định 100% là mình giới tính sẽ không thay đổi về sau này không? Em là một đứa mà kiểu như là nói ra bất cứ điều gì em cũng phải là mình suy xét là mình có làm được hay không thì em mới nói. Bạn này chị không bàn, nhưng mà em là vì nữ tính mà em cũng rất là xinh đẹp. Nếu mà nói về nữ, có bao giờ có những bạn chàng trai nào đeo đuổi em, tỏ tình với em, tán tỉnh em chưa? Dạ có chứ. Em không có rung động gì hết hả? Dạ không, em chỉ có thể coi là bạn đó, kiểu như là bạn bình thường thôi, chứ em không có một chút rung động gì hết. Mà em nghĩ mãi mãi sau này cũng vậy. Dạ. Em có muốn có con không? Dạ có chứ, em rất là thích có con. Nhưng mà em không có nghĩ là mình sẽ lấy chồng và có con, mà em nghĩ là mình có thể làm nhiều cách khác. Rồi, nói một ít về để chị tìm hiểu, cho chị hiểu thêm. Về tình trường thì sao em? Em thì cũng trải qua khoảng 4 mối tình. 4 mối tình. Dạ, mối tình đầu tiên thì là người đó em quen khoảng năm 10-11, thì là khoảng gần 4 năm. Cũng chung thủy dữ. Mối tình sau? Dạ, mối tình sau thì nó rút ngắn lại, nó còn khoảng 2 năm hơn. Rồi, kế nữa? Kế nữa khoảng 1 năm mấy. Trời ơi, kế nữa chắc còn 6 tháng quá. Dạ, khoảng vài tháng. Vài tháng, rồi cái mối tình sắp tới này sao đây em? Không, thực ra càng ngày nó càng ngắn lại vậy? Không phải là do em. Em á, là em luôn muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài hết.
Nhưng mà nhiều khi mà mình quen nhau á, ngoài chuyện tình cảm thì nó còn nhiều cái vấn đề nhiều khi nó làm ảnh hưởng. Thì cái đó coi như là duyên nợ thôi. Cái mối tình nào là ấn tượng nhất trong bốn cái mối tình mà em đã trải qua? Đó là mối tình khoảng 2 năm mấy. Lý do tại sao phải chia tay? Dạ bạn đó phải đi lập gia đình. Hả? Là bạn đó đi lấy chồng? Dạ đúng rồi. Đó, có trường hợp đi lấy chồng kìa, thấy chưa? À, đa số là mối tình đầu và mối tình mà em quen gần 4 năm á, với mối tình mà 2 năm mấy đó đều là đi lập gia đình á. Nhưng mà giữa cả hai bên á đều giống như là mình hiểu. Tại vì mỗi người đều có cái hoàn cảnh hết. Chia tay mà đương tất nhiên là mình buồn với chị, mình quen lâu rồi mà mình thương nữa. Mỗi người thì cái hoàn cảnh đưa đẩy thì họ cũng phải chọn cái gia đình hơn. Thì cái đó em cũng hiểu. Bây giờ em thấy cả hai người đều hạnh phúc rồi, tất nhiên mình cũng cảm thấy mình vẫn hạnh phúc, mình vui hả? Dạ đúng rồi, vẫn hạnh phúc. Dạ, và em với hai người đó vẫn giống như vẫn quý nhau, rất là quý nhau, chứ không có mà ghét bỏ gì. Đó, thấy chưa, ta vẫn lấy chồng sinh con kìa. Chắc em là ngoại lệ. Em ngoại lệ, cuộc đời dài quá đâu nói trước được. Nhưng mà em là chắc chắn không rồi phải không? Dạ. Em là đâu có vụ lấy chồng phải không? Phải không? Dạ. Chắc không. Riêng cảm xúc của em thì chắc là không được. Tại vì em ngay cả bạn bè bình thường em cũng không có bạn trai, bạn nam luôn. Rồi hiểu rồi. Thế còn bên em, tình trường em sao? Em cũng 4 năm mối tình. Rồi, thế mối tình nào mà em sâu đậm nhất? Có thể mối tình mà sâu đậm nhất với em là mối tình 6 năm. 6 năm? Dạ. Trời ơi, 6 năm mà sao chia tay? Dạ, cũng có thể là có nhiều lý do. Cụ thể? Người ta có người khác. Người ta có người khác? Dạ. Có phải là trong giới tụi em thì không có chung thủy không? Dạ không phải như vậy đâu chị. Không phải, hai người phản ứng mạnh quá hai người. Chứ sao tôi hỏi vậy thôi để cho... Cảm xúc của bản thân thôi. Tôi đôi khi tụi em hết duyên rồi. Có thể là như vậy. Có thể chỉ là nợ nhau một khoảng đường vậy thôi. Nhưng mà 6 năm thì dài quá, cả cái tuổi thanh xuân rồi còn gì. Nhưng mà đối với em cái mối tình đó là mối tình đẹp của em. Và khi em nhớ lại thì em cảm thấy rất luôn tự hào. Và em cũng luôn tự hào về người đó. Còn mối tình mà làm em đau nhất là mối tình gần đây. Tại sao? Thực ra thì mới quen nhau có một tháng thôi. Nhưng mà có thể là vì em là một đứa rất là nhạy cảm. Với lại em cũng rất là kiểu như là nhường nhịn á. Người đó làm gì em? Kiểu người ta cũng có người khác á chị. Em cũng nói thẳng rõ ngay từ đầu là em bị tổn thương như vậy. Và em không có muốn tiếp tục như vậy. Nếu cảm thấy quen nhau được thì quen, còn không thì thôi. Nhưng mà bạn đó cứ tiếp tục cứ làm em tổn thương. Và em cảm thấy như em không được tôn trọng. Kiểu tới không tới, lùi không lùi, cứ nhùng nhằng dạ. Mà hai người chia tay với em cũng không chia tay. Mà buông ra em cũng không buông. Mà giữ em lại cũng không giữ. Nói chung là không rõ ràng. Thì em mới dứt khoát là em phải chia tay. Tại em không muốn đau thêm nữa. Thì bạn đó cứ vậy đăng cái này đăng cái kia lên mạng rồi. Đăng thì nói em này kia trên mạng. Nhưng mà sau đó thì cứ nhắn tin kêu em quay lại. Bây giờ dứt chưa? Dạ dứt rồi. Bao lâu rồi? Dạ cũng cách đây 3-4 tháng rồi. Tưởng đâu 3-4 ngày hết rồi. Được rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào? Em thì em là một người rất là tình cảm. Em hy vọng tìm được một người giống như là chân thành, thật thà với nhau, tôn trọng nhau và tin tưởng nhau, cùng nhau để cùng nhau cố gắng. Mình cũng không có nói trước được là mình sẽ đi được tới bao lâu hết. Nhưng mà em hy vọng là nó sẽ một đoạn đường thật là xa. Đâu em tìm thử rồi có cô ấy trong đó không? Nên coi anh tắm hơi coi nhiều quá nó rối. Thấy chưa? Trời ơi sao cái hình rõ mặt không chịu lựa mà lựa cái hình đứng nghiêng vậy. Rồi, vậy đó đi. Rồi tôi cũng không biết luôn, nhìn nghiêng sao thấy được ai. Ở đây nè. Đâu, ai đâu? Dạ đây. Rồi giữ nó đi nha để kiểm tra có đúng không? Kiểm tra chưa? Em nghĩ bạn này. Tại sao nghĩ bạn đó? Em so sánh hình ngày xưa. À. Rồi, hay quá. Hình như mấy bạn này cảm nhận ghê thiệt. Hãy kiểm tra xem cảm xúc của mình đúng không nha. Hay vậy, hình đông vậy mà chỉ được, hay thiệt. 1, 2, mở cửa trái tim. Rồi, sao, hai bạn đoán đúng không? Dạ đúng. Hay dữ vậy ta, xuất sắc. Thần giao cách cảm vậy là chị trước mắt chị thấy hợp rồi đó. Em mà tối em chỉ sai chắc cũng quê lắm. Đâu có quê, ở đây nhiều người sai lắm, sai là bình thường. Dạ. Thế rồi bây giờ mở ra nhau nhìn nhau rồi nè. Cảm xúc đầu tiên khi thấy bạn gái là như thế nào? Bạn dễ thương. Dễ thương. Còn em? Dạ cũng vậy, dễ thương. Dễ thương luôn. Nãy em chưa nói ưu điểm, khuyết điểm của mình. Sao nãy chị không che là em dễ mắc. Không, bây giờ mở ra nói mới dễ. Mở ra mới thẳng nói thật được. À dạ, em thích chân thành á. Nhược điểm của em là em hơi nhát. Với lại á, em kiểu giống như nhiều khi em cảm thấy em hơi nhàm chán. Do em không có, em thường em chỉ thích ăn uống cà phê, xem phim hay là đi du lịch này thôi. Chứ em cũng không có biết
như là đi chơi này nọ như người khác. Mình phải tìm hiểu thêm, mình biết đó khuyết điểm của mình phải tìm hiểu thêm chứ, cho nó phong phú hơn trong tình yêu đúng không, đỡ bị nhàm chán. Dạ. Đó. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là em suy nghĩ rất là nhiều, em rất là nhạy cảm. Biết rồi. À, ưu điểm của em tính vì em nhạy cảm quá nên đôi khi em dễ nắm bắt được cái cảm xúc của người khác á. Và em cũng dễ thấu hiểu người ta. Đó cũng là một cái rất là tốt trong cuộc sống mình bây giờ là chia sẻ. Chị nghĩ vậy nè, đôi lúc trong cái giới của tụi mình á, giới tụi em á thì mình nghĩ á, cái sự chân thành là quan trọng. Bởi vì nó không có cái mối quan hệ mà nó ràng buộc, cho nên quan trọng là cái sự chân thành. Với lại thật sự bây giờ tình yêu, nhưng mà đến một lúc nào đó cái tình yêu nó phải biến thành một cái tri âm, tri kỷ, một cái tình bạn nữa. Bởi vì mình là nguyên nhân gốc sâu xa, mình là cùng phái với nhau, mình phải thương yêu nhau hơn. Đúng không em? Mọi đàn ông đem mang lại đau khổ về phụ nữ cơ mà, chỉ có phụ nữ mang đến hạnh phúc cho nhau. Hỡi hai người phụ nữ, đó, phải mang lại hạnh phúc cho nhau. Men lên. Rồi, không kỳ quá. Rồi, mời quý vị bây giờ chúng ta sẽ ăn với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn nha. Đây là món sườn nướng Mông Cổ. Không ai có thể cưỡng nổi món sườn nướng kiểu Mông Cổ. Có vị ngọt nhẹ và mùi BBQ của sốt Âu Mỹ, ăn kèm với khoai tây chiên và bia thì không cưỡng lại nổi. Trước khi mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Mận Đỏ thì còn một phần nữa, bữa nay rung quá MC quên hết tặng quà. Đó, nhàm chán, phải tự ý thức được chuyện này chứ. Thì đã thuộc về nhau tao lần đầu tiên cũng không biết tặng em gì thôi. Cảm ơn ạ. Dạ, đây là cuốn sách mà em thích nhất, nói về những câu chuyện về chân dung của LGBT á. Cái này là chỉ lưu hành nội bộ thôi nên ở ngoài không có, nhưng mà em rất là thích những câu chuyện trong này nên em muốn chia sẻ với em. Hàng hiếm mà. À, cảm ơn em. Đọc xong cho chị mượn đọc với, tại vì chị làm hay làm chương trình chị cũng cần đọc để tìm hiểu. Dạ, không? Tất nhiên, dạ tất nhiên. Có cho mà cho chị mượn không? Dạ có. Ồ, chị thương mà phải cho chị mượn. Dạ. Rồi coi coi quà của bạn trai ấy là cái gì vậy? Kỳ ơi. Kỳ gì không biết nữa. Son môi ạ. Wow, phụ nữ ha, một cây son môi. Rồi, rồi bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức món sườn nướng Mông Cổ của nhà hàng Mận Đỏ. Nhưng mà vừa ăn phải vừa trò chuyện với nhau, mình có ít phút thôi, chị Tường sẽ quay lại ha. Dạ. Tự tin lên tìm hiểu rõ hơn một chút xíu. Mối tình này dài lại 4 năm, 5 năm, 10 năm chứ đừng có sụt xuống mấy tháng nha. Em bị bỏ không mà. Em bị bỏ không mà. Chúc mừng em lần này. Mời người ta cũng ly đi, ga lăng lên chút xíu. Dạ. Đỡ nhàm chán. Nói chung là mời em nha. Cảm ơn. Sở thích em là gì? Thật ra cũng không có nhiều sở thích, kiểu như là đọc sách nhiều. Đọc sách nghe đọc nhạc sách nhiều. Đi du lịch thôi. Có gì vậy, chắc là phải học hỏi em ở cái khoản đọc sách. Đọc sách nhiều hay mà, tại vì em hay suy nghĩ nhiều á, nên đọc sách có những câu chuyện nó sẽ tích cực hơn cho mình. Cho em hỏi câu này nha. Kiểu như là ví dụ như á, khi mình đang có người yêu đi, mà có ai đó nói xấu người yêu hay là nói một cái điều gì đó về không tốt về người yêu, kiểu như có người yêu lên cặp một người khác chẳng hạn hay như vậy, thì em sẽ phản ứng thế nào? Nếu mà nói người yêu mình đang quen một người khác thì trước tiên là mình quen người đó, mà thứ nhất là mình phải cảm nhận được người ta như thế nào. Rồi thứ hai mình nghe là nghe người mình thương nói như thế nào. Còn ví dụ như ở ngoài người ta nói thì mình cũng đâu có xác nhận được. Quan trọng chỉ cần người mình thương người ta có thừa nhận với mình hay không. Còn như lỡ người ta chối hay sao, chẳng ai mà thừa nhận hết. Tại vì thật ra không có gì mà mình che giấu hoài được hết á. Cho nên thì thôi, nếu mà người ta muốn giấu thì mình cũng không có cách nào mình biết được. Nếu người ta lừa dối anh thì em sẽ làm gì? Thì chấm dứt mối quan hệ đó vậy thôi. Tại vì một mối quan hệ á, theo như anh, quan trọng nhất là mình phải chân thành với nhau. Ví dụ như á, mình lớn hết rồi, nhiều khi ở bên mình người ta không còn cảm xúc nữa, nhưng mà người ta vô tình người ta gặp một người nào đó người ta có cảm xúc thì người ta chạy theo cảm xúc người ta thôi. Thì chỉ cần quan trọng nói rõ với nhau, ngồi lại nói với nhau thẳng thắn là mình chia tay nhẹ nhàng thôi. Sau này mình gặp mình vẫn có thể làm bạn bè bình thường. Hồi nãy em có nói là em có hoạt động trong cộng đồng LGBT á, thì em cũng có tổ chức những sự kiện cho cộng đồng cũng như là tham gia hoạt động, thì em cũng sẽ có đi những sự kiện rất là nhiều. Và thực sự em là một đứa mà rất là thích giúp đỡ người khác á. Khi mà tập trung một cái gì đó em sẽ cứ tập trung vào cái đó, thì đôi khi em hơi bị lơ là người yêu hay bản thân em cũng lơ là mình luôn, kiểu như cũng không chăm sóc mình được. Thì kiểu như anh có thích một người yêu mà tham gia những cái công việc của cộng đồng như vậy? Tại vì trước kia những người yêu cũ của em hay nói với em á là em làm công việc vô bổ. Cái quan điểm là khi mà mình ở cộng đồng á, mình giúp, tất nhiên là mình giúp được nhiều người khác rất là tốt luôn. Muốn chi là giúp đỡ những người cộng đồng của mình để những người khác hiểu hơn về cộng đồng của mình, có một cái nhìn nó tốt đẹp hơn, thì tất nhiên nó là sẵn sàng ủng hộ em thôi. Với lại á,
mình cũng không phải là còn nhỏ mà cứ quen nhau vui, giả sử như hai đứa mình tìm hiểu mà hợp á, thích nhau, không phải là kiểu mà còn nhỏ cứ phải suốt ngày mình cầm điện thoại nhắn tin hay là mình phải giám sát người mình yêu như thế nào này nọ. Thực sự cái quan trọng nữa ngoài tình cảm là cái thứ hai là lòng tin với nhau, tại vì nếu mà không tin nhau không quen lâu dài được. Thật sự em cũng thấy vậy. Nó đút ăn nữa, trời ơi, tôi mà có bạn trai nào đút tôi ăn chắc tôi xỉu luôn quá. Không ai đút chị ăn hết trơn á em ơi. Cũng ga lăng thịt thiệp lắm, ghê gớm lắm. Ủa em người miền Trung hả? Dạ đúng rồi, mẹ em Huế. Huế, còn ba? Ba cũng Huế luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Là cùng gốc với chị ha, chị ba mẹ cũng Huế luôn. Dạ. Bởi vậy là áo dài, thấy áo dài thước tha không em? Được nói không? Nói chứ nãy giờ mình có trò chuyện, mình có hiểu nhau được thêm miếng nào không? Dạ cũng có. Ví dụ như giờ nam nữ thì chị sẽ hỏi là kế hoạch bao lâu kết hôn hay là cái gì. Còn như tụi em thì cái kế hoạch là như thế nào, em nói chị nghe thử. Dạ thường á thì trong một bất kỳ một mối quan hệ nào, khi mà em có cảm xúc em thích em thương rồi thì tất nhiên em muốn đi đường dài. Chị đi đường dài là đi như thế nào? Nếu mà em với bạn này thì bạn cả hai bên đều có một cái điều mà em thấy may mắn, đó là cả hai bên đều đã come out với gia đình rồi. Cái vấn đề đó mình qua được rồi á thì mình cùng nhau mình cố gắng về giống như là công việc tương lai mọi thứ, để cố gắng có thể là về mình cùng nhau mình sống chung một nhà, mình cố gắng với nhau. Thí dụ như mẹ em mong muốn em có một đứa, có những đứa con sau này để mình, thí dụ mình lớn tuổi, bây giờ thời đại mình cũng hiện đại, công nghệ cũng hiện đại rồi, thì mình có thể như những người bạn của em có thể đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng bây giờ thí dụ giờ hai bạn lấy nhau ở chung với nhau đi ha, thì giờ đi thụ tinh nhân tạo là sẽ thụ tinh ai? Mình sẽ đến bệnh viện mình đem trứng của cả hai, mình mua tinh trùng của bệnh viện. Trứng của cả hai? Dạ đúng rồi, mình cho nó lên phôi á. Của người nào lên á thì sẽ người đó sẽ có hai trứng thôi. cùng một lên một lúc với một cái tinh trùng. Dạ đúng rồi. Rồi hên của ai dính thì dính, là coi như con nó của cả hai. Dạ đúng rồi. Tại vì bạn em cũng vừa làm xong là cũng chắc nay gần sanh rồi. Vậy á hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi vô bụng của ai sanh? Anh thiệt là tôi phải hỏi chứ. Vô bụng của ai sanh? Như là mình không quyết định được người nào sanh, mà là do bạn em nói là người nào mà lên phôi với cái tinh trùng đó thì người đó sẽ là sanh. À. Chứ mình cũng không có làm chủ được. À. Có nghĩa là bệnh viện người ta sẽ biết cho biết là cái phôi của bên của cái trứng dạ, của thử cả hai thử cả, thì có nghĩa là lấy trứng của cả hai phối hợp với một tinh trùng. Dạ, bệnh viện rồi sẽ báo là ví dụ nó dính rồi, thụ tinh rồi. Dạ. Thụ thai rồi thì sẽ cho biết cái thụ thai đó là cái trứng, là trứng của bạn nào. Dạ đúng thì rồi. Trứng của bạn nào thì bạn đó sẽ là sinh. Dạ, và rồi. Con đó là của cả hai. Thế bạn kia có cam tâm tình nguyện là nuôi con của cái trứng của bạn này không? Dạ có. Bình thường. Tại bình thường thì thực sự là trong cộng đồng LGBT tụi em á, giống như ví dụ như là nếu là em thì sao, nếu là em là người phải sinh mang thai thì bạn đó cũng phải chấp nhận. Thực sự tụi em yêu thương nhau và ê, mình đẻ hai đứa đi, mình làm gì chi vậy? Bây giờ mình một cái nguồn trứng thôi, một cái nguồn gọi là tinh trùng thôi, để là hai đứa con nó một cha thôi. Nhưng mà mình thụ tinh hai lần được không? Mình hai ống riêng đi, mình hai đứa cùng có bầu lượt luôn, đẻ lượt cũng vui. Nuôi luôn. Ý kiến tôi hay đó, tôi bảo đảm cộng đồng LGBT sẽ đồng ý ý kiến của tôi. Giờ hai bạn đều là nữ đúng không? Dạ. Thì bây giờ con nuôi chung thì giờ đẻ hai đứa đi, thì hai bạn cùng thụ tinh một lúc, cùng một tinh trùng, hai người có thai đẻ lượt luôn, nuôi nhau chăm sóc nhau. Tôi thấy quá hay luôn, quá tuyệt vời. Bầu mà phụ không kịp kêu tôi tới tôi phụ cho. Cái này tôi thấy vui á. Không, chị thấy ý kiến nó được, mà có ai làm vậy chưa ta? Không biết là cộng đồng LGBT có ai có suy nghĩ như vậy chưa? Chưa đâu, em nghĩ là chưa. Tại thường thường chỉ là một người mà. Chỉ là một người thôi. Chắc do người ta nghĩ là nuôi không nổi hoặc là không thể lo hết thôi. Chứ chị nghĩ ý kiến đó hay á. À, tôi ý đó của tôi thôi. Mà biết đâu mai mốt sẽ có nhiều người sẽ tán thành ý của Cát Tường. Nếu mà mọi người khán giả mà đang theo dõi chương trình này, mà đặc biệt là những bạn trong cộng đồng LGBT mà thấy ý kiến của Tường là hợp lý á, cho Tường vào cái comment nha, Tường sẽ coi để mà Tường tiếp thu ý kiến của các bạn. Còn nếu Tường nói sai, các bạn đừng chửi, tại Tường không hiểu. Nhưng mà Tường thấy cái này là đúng, cái này là về y học. Rõ ràng là cuối cùng vẫn là hai đứa đó là anh em chị em với nhau. Rõ ràng do hai các bạn nuôi dưỡng mối quan hệ còn thấm thiết hơn nữa, nó là cùng cha mà. Đúng không? Chị thấy là tuyệt vời. Rồi, chị hy vọng là sẽ ok. Rồi, mỗi người một lá. Bấm ba la xì bùa, bóc chúng cái nào thực hiện cái đó. Toàn là khó không đó, bóc đi. Hãy nựng mặt đối phương và thể hiện lời nói. Hãy là người yêu. Trời ơi, dễ quá.
cơ hội nữa không có còn khó như em lắm á. Tại vì em á giống như là em không có biết nói chuyện ngọt ngào lãng mạn như người khác á. Thôi làm đi, đây là cơ hội đó, bước qua ha, vòng qua sau lưng tôi lẹ. Thật ra đây là lần đầu tiên của em luôn á. Cái gì cũng phải có lần đầu chứ. Trời ơi thơm dữ, nó bước qua người tôi mà thơm phức luôn vậy á. Hy vọng mình có cơ hội á thì... Trời ơi dễ thương quá. Ơi trời, tôi cho cơ hội rồi còn trời ơi đất hở gì nữa. Bên đây. Điểm yêu thích của đối phương mà bạn đang tiếp xúc, từ khi mà em chưa nhìn thấy mặt mọi người, những gì mà anh nói á, thì em cảm thấy là thực sự là một người rất là hiểu chuyện. Em cảm thấy rất là hiểu chuyện, em rất là thích. Vui rồi thấy không? Vui rồi thấy chưa? Thật ra đó là những cái để cho tụi em test thêm cái cảm xúc với nhau, cho tụi em có cái sự gần gũi với nhau hơn thôi. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, thật sự Tường cũng không biết nói gì nhiều, tại vì Tường cũng không có cái nhiều cái kinh nghiệm ở trong này. Nhưng mà đây là một cái cơ hội, Tường nghĩ rằng là hai bạn sẽ biết đâu hôm nay là sẽ có một cái mối lương duyên với nhau ha. Cơ hội cuối cùng cho em trong ngày hôm nay, trước khi bấm nút, hát một bài hát tặng bạn gái. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Hả, hết rồi. Thôi rồi em cũng hát rồi, em hát ngắn. Thôi được rồi, thế là cũng vui rồi chương trình ngày hôm nay. Thế bây giờ là cái lúc quan trọng nhất, hai bạn sẽ cùng đặt tay vào cái nút bấm này. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu thật sự chúng ta rung động và có cảm tình với người đối diện và nghĩ rằng đây là một cái mối quan hệ lâu dài thì chúng ta bấm nút nha. 1 2 3. Tôi thấy bạn gái bấm, tôi sợ là cái móng tay ghê vậy đó. Đại chỉ cái móng tay dài quá, bấm không được, nhưng bạn ấy vẫn quyết chí. Rồi chúc mừng hai bạn về một bên. Trước tiên là chị Tường gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta có thể đến đây xem phim, tâm sự trò chuyện với nhau ha. Một nơi cũng rất là lãng mạn, nắm tay nhau, một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dễ luôn quá, trời ơi tôi ganh tị quá, vui quá. Ngày hôm nay lần đầu tiên Cát Tường đã làm chuyện ấy như thế nào? Cát Tường đã thành công khi đã làm mai mối được cho một cặp. Cặp này gọi là cặp sao em? Giúp chị. Cặp đồng tính nữ. Đồng tính nữ, dạ. Mà là hai bạn nữ, một bạn là nam, một bạn là nữ. Tôi không biết những cái từ chuyên môn nên quý vị thông cảm nha. Nhưng Tường rất vui vì càng ngày thì cộng đồng LGBT càng được mọi người trong xã hội chúng ta đón nhận và không còn kỳ thị, không còn gì nữa cả. Tường rất vui khi được tiếp xúc và được làm việc với các bạn. Hy vọng rằng sẽ có nhiều bạn đang giống như thế này, cứ mạnh dạn đăng ký với chương trình Hẹn Ăn Trưa để gặp Cát Tường, để chúng ta cùng trò chuyện và biết đâu lại có một nửa yêu thương mang về quý vị nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Đến với chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã tài trợ chính cho chương trình. Và chương trình ghép đôi thần tốc ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được kết nối với 4 người tham gia chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin lần lượt xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai đầu tiên hay ngồi ở ô cửa màu xanh. Rồi chào em trai ở cái ô cửa màu xanh, em đã thấy chị Tường chưa? Dạ em chào chị ạ, em thấy chị rồi chị. Và bây giờ thì xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh. Em chào chị ạ. Rồi chào em luôn, dễ thương quá, thấy nhau luôn rồi nha. Bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Dạ em chào chị ạ. Một chàng trai nữa là chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu đỏ, xin mời. Em chào chị Tường.
Rồi, chào em. Chị Tường chia sẻ luôn cho các em biết nha. Mình quay online cũng như lúc mình đang quay hình trực tiếp ở sân khấu thôi. Thì chương trình tạm thời sẽ ghép đôi cho các bạn ở những cái ô cửa có cái màu sắc giống nhau. Đó là do là những cái điều mà các bạn đăng ký tham gia chương trình mình mong muốn như thế nào. Mỗi bạn tham gia chương trình ghép đôi thần tốc đều có được hai cơ hội, là mình có thể kết nối được với cả hai người và mình có quyền lựa chọn một trong hai người đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 4 video clip lần lượt giới thiệu 4 nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi nha. À, vẫn thường nói, nếu có duyên, những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau trên đường đời tấp nập. Hoặc nếu ông trời đã định nào của nhau thì chắc chắn sẽ thành đôi. Em cũng vậy, em tin rằng một nửa của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Có chăng là do thành phố này đông đúc, tắc đường quá nên tình yêu đến chậm chút thôi. Chào anh, em là Như Quỳnh, cô gái 25 tuổi, đến từ Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em không phải là một cô gái mềm mại, dịu dàng như nước. Em không hay nói những lời tình cảm, lãng mạn. Em đơn giản, hay cười, độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Em thích du lịch, khám phá những vùng đất xa xôi, thích thử thách bản thân với những điều mới lạ. Nếu anh đủ can đảm để yêu một người con gái thích làm một cơn gió tự do như em, thì hy vọng rằng trong những chuyến đi sắp tới của em sẽ có anh. Xin chào mọi người, mình tên là Lan Chi, hiện tại mình đang sinh sống tại Bến Tre, mình sinh năm 95. Công việc trước dịch của mình đó là huấn luyện viên gym, nhưng hiện tại thì tình hình dịch Covid nên mình tạm nghỉ, quyết định là mình trồng trọt và chăn nuôi tại nhà. Mời bạn tham quan khu vườn nhà mình và đàn gà của mình nha. Sở thích của mình đó là đi du lịch, nấu ăn, và mình rất là yêu động vật, nhất là những con mèo dễ thương như nè. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hà Xuân Cường, năm nay mình 31 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Lâm Đồng đầy nắng và gió. Gia đình mình ở đây thì hiện có chăn nuôi bò sữa. Quanh nhà mình thì toàn trồng cỏ voi với lại có trồng bắp để nuôi bò không à. Hiện tại thì công việc của mình đang làm là thủ kho của Tôn Hoa Sen. Thường thường thì sau một ngày làm việc vất vả thì mình hay có thói quen là tập gym tại nhà với các bài tập đơn giản, ví dụ như là hít đất hoặc là tập tạ tay. Buổi tối mình thường hay nghe nhạc hoặc là xem phim. Đặc biệt là mình rất là thích đọc sách. Cuộc sống ở đây thì khá là yên bình, đặc biệt là khí hậu rất là dễ chịu. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh. Mình là một người khá năng động, vui nhộn, rất thích hòa mình với những cuộc vui hoặc là những bữa ăn uống nhẹ nhàng với người thân, bạn bè. Khi đó là nơi mình có thể chia sẻ tâm tư với họ. Đó cũng là những cái ưu điểm của bản thân. Công việc chính của mình là làm về leader về marketing, sự kiện cho chuỗi về nhà hàng và nightclub. Ngoài ra hiện tại mình còn làm thêm về mạng tài chính công nghệ. Chính vì những áp lực vì sự thành công sớm nên mỗi ngày mình luôn trao dồi thêm kiến thức cả về lý thuyết và thực tiễn trong mọi vấn đề và tình huống. Tuy nhiên đó cũng là khuyết điểm lớn của mình, khi có thể bỏ qua những sự quan tâm của những người xung quanh và nhất là rất hay quên khi việc chăm sóc bản thân. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giờ 2-in-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt giờ 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng được xem qua hình ảnh của 4 nhân vật tham gia chương trình. Bây giờ tưởng đố các bạn nè, ai ngồi ở vị trí nào? Bạn nữ mặc áo vàng á, đố em đó. Em đoán là anh ở Lâm Đồng thì sẽ ở ô màu đỏ, còn anh mà làm marketing thì sẽ ở ô màu xanh. Thế còn bạn gái mặc áo màu đỏ thì em đoán như thế nào? Dạ chị, em đoán ngược lại, tại chị trai Lâm Đồng thì ở màu xanh, còn chị trai marketing thì ở màu đỏ. Chà, căng à nha, căng à nha. Các chàng trai của tôi thì đoán làm sao đây? Bạn trai ở ô màu xanh, bạn đoán làm sao? Khi bạn ở ô màu đỏ là bạn làm ở phòng gym, còn bạn ở ô màu xanh là làm ở ngoài Bắc Giang. Rồi, còn bạn cuối cùng, bạn còn lại? Em đoán là bạn ô màu đỏ là Bến Tre, còn bạn ô màu xanh là ở ngoài Bắc Giang.
để xem coi các bạn cứ từ từ khám phá nha, để coi mình đoán đúng hay đoán sai, vậy cho nó mới tò mò, nó mới hấp dẫn. Bây giờ chị xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh, xin mời em hãy giới thiệu về mình một xíu, những cái điểm mạnh điểm yếu của em, rồi không biết là trong cái mùa dịch này thì cái cuộc sống như là sinh hoạt của em như thế nào. Em chào chị Tường và em chào tất cả mọi người. Thì đầu tiên em xin tự giới thiệu, em là Như Quỳnh. Trong cái thời điểm dịch này thì có lẽ em cảm thấy mình may mắn vì thật ra em vẫn được làm việc ở nhà, sau đó thì có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn. Vậy là giờ mình đoán, từ từ mình đoán nha, đoán biết là nãy mình đoán sai hay đoán trúng là giờ mình phát hiện rồi đó. Rồi mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khẩm, mình 24 tuổi, mình đến từ Sài Gòn, quê quán ở Vũng Tàu. Nhưng mà mùa dịch này thì công việc của em nó có bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ tất nhiên là có, tại vì cái đặc thù về cái nhà hàng và về bar club thì nó cũng đóng cửa hết mà. Em đang làm thêm về mảng tài chính công nghệ mùa dịch này, cũng giúp mình kiếm được thu nhập ở mùa này. Cố gắng đợi hết Covid để cả nước có thể hoạt động lại và em có thể làm được công việc truyền thống của em thôi. Quốc Khánh, em nói 24 tuổi là em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 98 á chị. Năm 98 hả? Rồi Như Quỳnh là sinh năm bao nhiêu cơ? 96 chị ạ. Trời ơi, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1 nha. Thế Khánh, mình có ngại quen với bạn gái mà lớn tuổi hơn mình không? Nói chung là em cũng không ngại chị, chỉ cần có lý do thôi. Thế còn Quỳnh, mình có ngại yêu xa không Quỳnh? Chắc là cũng có chút chút chị ạ. Có chút chút ha. Đôi lúc mình cần cái gì nhõng nhẽo, không có bạn trai bên cạnh để dỗ dành, để gọi là ga lăng, rồi lo lắng cho mình ha. Rồi, bây giờ chúng ta đã tạm có một vài những thông tin về cái cặp đôi ngồi ở ô cửa màu xanh rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới cặp đôi ở ô cửa màu đỏ. Rồi, xin mời em gái giới thiệu nha. Dạ, em xin chào chị, em xin các tường và chào tất cả mọi người. Em tên là Lan Chi, em sinh năm 95. Hiện tại thì em đang ở nhà trồng trọt và nuôi. Hồi nãy là cái chỗ nuôi vịt đó hả, là nhà mình luôn á hả cơm? Dạ đúng rồi, em nuôi khoảng 200 đến 300 con. Wow. Gà, đó là gà non. Rồi hết dịch đó là bỏ gà lên chơi lên thành phố lại đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì ngoài bây giờ ở dưới quê, ngoài việc mà nuôi gà rồi tập gym rồi lúc rảnh rỗi nữa thì trong nhà em làm gì? Nấu ăn rồi mình làm mấy đồ handmade chị, giống như là cái vàng chậu hoa treo tường nè. Mình làm từ gấm dừa với lại mấy cái cây cổ á, mình làm lại thành một cái dạng hoa treo tường. Bình thường mà lúc không có dịch đó, em ở trên thành phố là em ở quận mấy? Dạ em ở quận 7. Biết hỏi chi không, tính xin chừng nào hết dịch dưới quê lên nhớ đem lên mấy cây đó tặng tôi mê cây cỏ dữ lắm. Ok, bây giờ thì rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lời giới thiệu của bạn trai ở ô cửa màu đỏ, đó là bạn cuối cùng rồi ha. Em chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Hà Xuân Cường. Trước kia thì em có làm việc và ở dưới Sài Gòn khoảng tầm 7 năm. Tới năm 2018 thì cảm thấy nó không ổn cho nên là em về Lâm Đồng để xây dựng lại sự nghiệp. Ủa, cái bò sữa hồi nãy là ai nuôi? Hiện tại thì bò sữa là ba mẹ em đang ở nhà nuôi ạ. Nhà em hiện tại thì đang được khoảng 17 con ạ. Hiện tại thì công việc của em là như thế nào? Hiện tại thì em đang làm quản lý kho hàng cho bên tập đoàn Tô Hoa Sen ạ. Dịch này vẫn làm hả em? Làm online hay là vẫn đi làm bình thường? Dạ, dịch này thì bọn em tập trung ra ngoài chi nhánh, ăn, ngủ, ở và làm việc ở ngoài luôn, trực tiếp tại chi nhánh là không được về nhà. Chúng ta sẽ giới thiệu một chút xíu về tình trường của mình nè, cũng như là cái mẫu người lý tưởng của mình nè. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ hỏi bạn Quốc Khánh trước. Quốc Khánh ơi, mình trải qua mấy mối tình rồi hả Khánh? Em thật ra là cũng trải qua cũng khá, cũng cỡ 3-4 người chị. Mối tình ấn tượng nhất đó thì chắc chắn là tình đầu của em rồi. Nó ấn tượng không phải là vì quen đầu tiên, mà nó ấn tượng là vì là kiểu như là quen nhau, xong rồi chia tay, xong rồi em với bạn đó quen cũng vài người, xong bắt đầu lại quen nhau lại. Đó như kiểu là gọi là luật hấp dẫn á, cũng quen đi quen lại tầm 2 lần thôi. Thì bây giờ thì gần như là em với bạn đó gọi là chỉ làm bạn thôi chị. Ok, chị hiểu rồi. Quỳnh ơi, thế Quỳnh thì mình cũng đang ngồi ở ô cửa màu xanh ha. Chị sẽ hỏi thông tin của hai bạn luôn. Thì Quỳnh này mình trải qua mấy mối tình rồi Quỳnh? Hơi ngày một chút nhưng mà em chưa trải qua mối tình nào. Có lý do gì, nguyên nhân tại sao mà mình chưa có mối tình nào không? Chia sẻ với chị Tường với. Thật ra cuộc sống của em cũng bận rộn, bạn đi học, bạn đi làm, xong rồi xung quanh thì có gia đình, có bạn bè nên là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Em không có nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương cho đến gần đây.
Khi mà công việc bắt đầu đi vào ổn định rồi mới cảm thấy ok, mình cần một tìm một nửa của mình để có thể hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai là người như thế nào? Kiểu trong tình cảm thật ra thì em cũng hay không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy, nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc, sẽ như là như bố mẹ em ở nhà ấy. Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con, còn mẹ em thì lại đảm đang giỏi kinh tế. Thì em cũng muốn một người đàn ông nào đấy có những cái tính chất đấy để cho em được cảm thấy an toàn và gần gũi. Thế thì quay lại với chàng trai của mình là Quốc Khánh, mẫu người lý tưởng của em sao? Em cũng không có một mẫu người lý tưởng. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Nói chung là nếu mà họ có một vài điểm xấu thì cũng rất là bình thường mà. Thì ai cũng có điểm xấu. Hiện tại thì em cũng cố gắng để có thể phát triển được bản thân á. Tại vì mình phải là một chỗ dựa vững chắc thì những người phụ nữ mà đến bên cạnh mình thì họ mới yên tâm á. Em có ngại yêu xa không? Em bình thường mà, tại vì thực ra là công việc của em thì lâu lâu nó cũng đi lại rất là nhiều. Thế nên là quê quán và họ hàng của em là vẫn ở ngoài Bắc hết. Chỉ có ba mẹ em là trong Nam lập nghiệp thôi. Bây giờ thì Lan Chi ơi, em hãy giới thiệu cho chương trình biết nha. Tình trường của em như thế nào? Dạ chị ơi, em trải qua cũng nói chung là cũng nhiều, nhưng mà để về sâu đậm thì chỉ có hai mối tình thôi. Đó là mối tình hồi đi học đại học được một năm á chị, rồi hai người yêu xa. Em thì học ở trên Sài Gòn, bạn đó ở Bến Tre, nên là hai tụi em về vấn đề khoảng cách địa lý á, nên là hai tụi em chia tay. Bạn đó đi lấy vợ. Rồi mối tình thứ hai là gần đây nhất, em với bạn đó quen cũng được 8 tháng mấy, nhưng mà bạn đó có người thứ ba nên là em chia tay bạn đó. Em phát hiện ra hay là ai nói em biết? Dạ, em phát hiện ra chị. Giống như là con gái mình nó có linh tính á, khi mà người ta có sự thay đổi là mình bắt đầu mình sẽ biết ngay, mình để ý ngay là mình sẽ phát hiện ra. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì phải độc lập về tài chính trước đã, và biết suy nghĩ cho tương lai, chứ không phải là kiểu như là còn ham chơi thì em không thích lắm. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Đối với em ngoại hình thì không có thành vấn đề, tại vì ngoại hình mình có thể thay đổi được. Em là huấn luyện viên khi mà, nên là muốn mập hay ốm gì là em về em huấn luyện hết. Cũng nghe được tiêu chí của em rồi ha. Thế bây giờ quay lại với bạn trai ở cung cửa màu đỏ nha. Cường ơi, mình kể về tình trường của mình đi Cường. Tình trường em thì chỉ có một mối tình chính thức thôi chị. Còn nữa thì có ba mối nhưng mà không có chính thức à. Ba mối mà không có chính thức là sao? Hai mối tình em đơn phương người khác ạ. Còn một cái thì một mối thì em hai bên không có đến được với nhau ạ. Lý do tại sao không đến được với nhau? Em gặp bạn đó thì bạn đó đã có người yêu rồi. Trời đất ơi. Ủa vậy là có hai người có yêu nhau không? Dạ cũng có nảy sinh tình cảm vậy, nhưng mà chỉ duy trì ở mức gọi là bạn bè thôi, chứ không có vượt quá gì. Dạ. Hai mối đơn phương. Và một mối thì anh mãi mãi là người đến sau. Rồi bây giờ mình nguyện vọng muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào nè, tiêu chuẩn như sao nè. Em thì cũng thích mẫu phụ nữ là biết nấu ăn, với lại quan tâm đến mọi người, với lại biết chăm sóc gia đình nữa. Vậy cũng đơn giản ha. Bây giờ thì chị biết là các bạn cũng rất là tò mò rồi. Hồi nãy giờ là các bạn không có được nhìn thấy mặt nhau. Thế thì bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn cùng kết nối, và tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy nhau và nói chuyện với nhau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mở cửa trái tim. Các bạn thấy nhau chưa? Dạ rồi chị. Ok chị. Em thấy rồi. Không biết là hiện tại cảm xúc của em như thế nào hả Cường? Dạ, cảm xúc của em hiện tại cũng hơi hồi hộp chút chị. Em thấy thì bạn nữ màu đỏ thì nhìn có vẻ khá là cá tính. Bạn nữ bên màu xanh thì cảm giác là đầm tính hơn, có vẻ là dịu dàng. Rồi còn Khánh, cảm xúc của Khánh hiện tại như thế nào Khánh ơi? Cũng giống với anh Cường á, là thấy bạn màu đỏ thì nhìn hòa đồng với nhìn trong năng động á. Còn bạn mặc áo màu vàng thì đúng là người phụ nữ của gia đình luôn á, nó nhìn trông dịu dàng. Thế thì Như Quỳnh, cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi nhìn thấy hai chàng trai của chương trình? Đầu tiên là thấy vui chị ạ.
thấy hai bạn rất là kiểu sáng sủa đẹp trai khá là uy nhìn ạ. Với cả em hơi kiểu các bạn nhận xét về em là phụ nữ của gia đình với nhẹ nhàng thì chắc nó chỉ đúng một phần thôi chị. Sao hôm nay chắc mặc cái váy này đâm ra là nó hơi nhẹ nhàng xíu thì bình thường em không được nhẹ nhàng. Ok, vậy một lát nữa mình trao đổi, mình cứ thể hiện để người ta có thể thấy rõ được cái tính cách của mình nha. Vậy thì còn Lan Chi, cảm nhận của em như thế nào ngay giờ phút này? Dạ, em chào tất cả các bạn. Thì em thấy hai bạn nam đẹp tí giống em. Mới bước đầu là em thấy hai bạn nam nhìn cũng đẹp trai, nhưng mà bạn áo trắng thì nên tăng cân xíu tại vì bạn hơi ốm. Là bạn ở ô cửa màu đỏ đó phải không? Là nên ăn chút xíu phải không? Hơi ốm đúng không? Dạ, đúng. À, anh ở ô cửa màu đỏ đó là anh Xuân Cường đó, anh nuôi bò sữa đó, cũng có thú chăn nuôi giống em đó. Rồi, thế thì bây giờ để cho các bạn dễ trò chuyện với nhau nè, dễ hiểu được nhau nè. Bây giờ chị Tường sẽ ra chủ đề của ngày hôm nay để rồi cả bốn chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Nếu lấy chồng, bạn sẽ chọn người thế nào? Lương 5 triệu, biết chăm con, giúp đỡ vợ, hiền lành, sợ vợ. Lương 50 triệu, nhát việc nhà, gia trưởng, lười chăm con. Chà, cái này khó à nha. Tao nói cuộc đời không có gì là hoàn hảo hết, được cái này phải mất cái kia. Và cuộc đời nó có những lúc nó bắt ta phải lựa chọn rất là éo le. Lan Chi, em hãy nói quan điểm của mình trước cho chị Tường nghe, với mọi người cùng nghe nè. Dạ, em chọn là lương 50 triệu nhưng mà nhét việc nhà, gia trưởng và lười chăm con. Tôi thích cô này nè, lý do tại sao em lại chọn như vậy? Dạ, tại vì á, cuộc sống của mình á, thì phải bây giờ nó càng khó khăn với lại dịch bệnh nữa, nên là em nghĩ là lương nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất á, là mình có thể mướn chị để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm con phụ mình. Ngoài ra mình có thể có tiền để mình đi làm đẹp cho bản thân. Lương em ơi, vậy là em tưởng tượng đó, em ước mơ nó đẹp quá rồi. Em phải nên nhớ cái ông làm ra 50 triệu đó là cái ông đó rất là gia trưởng. Ông quan điểm của ông phụ nữ là phải ở nhà làm việc hả, chứ làm gì có cái vụ đưa cho em 50 triệu để em đi ra ngoài tung tăng làm đẹp. Cái người chồng gia trưởng là cái người chồng chỉ muốn vợ ở nhà chăm sóc cho con cái, quán xuyến việc nhà, chưa chắc ổng cho tiền để mà mướn người giúp việc nữa nha em nha. Sao dạ vậy, nhưng mà em cũng chọn đáp án đó, lương 50 triệu. Em sẵn sàng ở nhà là làm việc nhà và chăm con đúng không? Dạ đúng rồi. Một cái quyết định rất là quyết liệt, rất là khẳng khái, có nghĩa là chấp nhận có thể cực khổ một chút xíu, bắt đầu mù tóc rối một chút xíu, nhưng mà trong túi có tiền, gia đình có tiền. Rồi, bạn Như Huynh, em thì lựa chọn như thế nào và cho chị biết tại sao em lại lựa chọn như vậy? Còn nếu mà để mà phải chọn ý, thì em sẽ chọn là người nào thương em. Ở đây chưa có nói tới vấn đề thương hay không thương, nhiều khi anh nào cũng thương hết trơn á, anh nào cũng thương vợ đó. Thì nếu mà một người lương 5 triệu, thế nhưng mà ở tương lai họ có thể có chí tiến thủ, họ sẽ kiếm được nhiều hơn, thì em sẽ chọn. Còn nếu mà lương 5 triệu, thế nhưng mà người ta lại có tư tưởng là an toàn, không chịu phấn đấu, rồi nghĩ như vậy là đủ, thì em sẽ không chọn. Còn với một người lương 50 triệu, người ta làm ra cần đấy tiền một tháng thì có nghĩa là người ta sẽ phải dành rất là nhiều thời gian cho công việc, sẽ không có thời gian để làm việc nhà, rồi cũng không có thời gian để chăm con. Vì không có thời gian nên mới dẫn đến cái lý do đấy thì em chấp nhận được. Còn nếu mà cậy là tôi làm ra tiền nên là những cái phần kia tôi không làm ấy, thì không thể chấp nhận được cái đoạn đấy ạ. Còn hai người đàn ông như nhau, người lương 5 triệu, người lương 50 triệu, thì em phải hiểu cái người 5 triệu là người ta không có ý chí tiến thủ rồi, người ta sợ vợ và chỉ ở nhà phục vụ vợ con. Còn cái người 50 triệu giống như em nói là đúng rồi đó, ta phải đầu bù tóc rối với công việc, người ta mới ra được cái lương 50 triệu. Và như vậy thì người ta về đến nhà là người ta chỉ là công việc cá nhân, nghỉ ngơi hoặc là thư giãn, giải trí một chút xíu. Nó là như vậy, em chọn đi. Thế thì chắc là em sẽ chọn lương 5 triệu, thương vợ thương con, làm việc nhà. Tiền thì em có thể kiếm được, thế nhưng mà em muốn tự chủ trong cuộc sống của mình. Nếu mà sống với một người mà không thương mình mà lại còn gia trưởng như chị nói thì chắc là em không sống nổi á. Có nghĩa là em sẵn sàng, em nghĩ rằng là mình có thể có tạo ra được cái thu nhập hỗ trợ cho chồng mình, nếu chồng mình làm lương thấp hơn mình cũng không ngại. Nếu mà bắt buộc phải chọn thì em sẽ chọn như thế. Còn nếu mà okay, tự do để chọn thì chắc em phải vậy chị ạ. Ở vậy luôn, khỏi chọn ai hết phải không? Rồi,
sao hai chàng trai của tôi ngày hôm nay sau khi nín khe nghe sự lựa chọn của hai cô gái thì bây giờ đến phiên hai anh phát biểu nè, hai anh thì có suy nghĩ như thế nào? Nói chung là cái câu hỏi đó cũng khó đó, tại vì cơ bản là em thấy là những người như vậy là chắc là không có trên đời đâu. Còn nếu mà gặp trường hợp thật sự mà phải chọn lựa giữa lương 5 triệu và như kia và lương 50 triệu và như này á, thì theo em thì em vẫn thích bạn nữ mà chọn lương 50 triệu hơn. Vì mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà. Thật ra khó nhưng mà là có đó. Tụi em nó không có là không đúng đâu. Trên thực tế là có rất nhiều như vậy. Và cái người làm chủ kinh tế người ta chỉ muốn những người khác phải phục vụ mình thôi. Bản thân tại sao chị Tường phải ở một mình, chị Tường ế? Tại vì chị làm chủ kinh tế mà, chị làm ra tiền mà. Cho nên chị cũng muốn cái người bạn trai của chị cũng phải phục tùng những cái suy nghĩ của chị. Cái người đàn ông đó của chị không có được can thiệp quá sâu vô những cái quyết định của chị. Cái những cái người chồng mà thành đạt cũng vậy đó tụi em. 50 triệu rồi đó là em thoải mái rồi. Đó, thì em ở nhà đi, em đừng không cần phải đi làm. Em đi làm sao mà tôi đi làm rồi, em đi làm rồi con ai coi. Những cái quan điểm người ta gia trưởng là như vậy. Còn ngược lại, chị nói thẳng luôn, cái chàng trai mà đã 5 triệu mà đã ở nhà là đã không có chí cầu tiến rồi. Cái người vợ đó là cái người vợ đã nắm quyền rồi. Mà người vợ nắm quyền thì nó quay lại trường hợp giống như chị đúng không? Chứ 5 triệu giờ sao sống? Cuộc đời nó là như vậy, có rất nhiều luôn. Và khi mình không có chọn được cái người phù hợp thì ở vậy gọi là ế. Đấy, ế. Mình may mắn lắm mình mới gặp được một cái người cùng quan điểm để cùng yêu thương chăm sóc. Rồi, ý của Cường thì như thế nào? Bây giờ đồng ý là tiền rất là quan trọng, nhưng mà không phải có tiền là có tất cả chị. Theo quan điểm như lúc nãy chị nói á, thì em thấy là ảnh chỉ đi làm về xong rồi ảnh quăng cho chị, cho vợ một cục tiền đó, còn tất cả các công việc ở trong gia đình là vợ là người làm hết. Cuộc sống như vậy á, thì đồng ý là có thể thời gian đầu á, thì mọi thứ nó sẽ bình thường, nhưng mà về lâu về dài á, thì trong cuộc sống gia đình nó sẽ xảy ra nhiều cái mâu thuẫn. Tức là không phải là ăn kiếm tiền nhiều là có thể là gia đình nó sẽ êm ấm hoặc là nó được lâu dài. Còn mà bên vế của cái anh chàng mà làm lương 5 triệu một tháng mà biết phụ giúp chăm lo cho gia đình này kia, thì đồng ý là có thể là cuộc sống vật chất nó không được đầy đủ. Vợ là người kiểu người cầm cán và người gọi là người đưa ra quyết định chính ấy. Có thể là anh chồng thì anh phải kiểu hạ thấp mình chút, nhưng mà em nghĩ là ở bên vế này thì cuộc hôn nhân, nếu mà nói về cuộc sống gia đình ấy, thì nó sẽ bền lâu hơn lại với lại cái anh mà bên 50 triệu. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Cuộc sống nó cũng khó nói lắm. Nhiều khi mình nghĩ vậy nhưng mà trên thực tế nó không có giống như vậy. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ riêng của các bạn. À, tôi cũng mong muốn có chàng trai nào hơi chịu khó, chịu lép vế với tôi chút xíu thôi. Trời ơi, là sống chung với nhau là hạnh phúc rồi. Chứ bây giờ mình kiếm cái người ở đâu mà vừa đẹp trai, vừa thành đạt, vừa có tiền, vừa yêu thương mình nữa. Ở đâu ra? Không có đâu. Thế thì nãy giờ cũng lắng nghe nhau hết trơn rồi. Giờ chị Tường muốn các bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau một chút xíu nè. Em cũng muốn đặt câu hỏi cho bạn, hai bạn luôn ạ. Em ở Lâm Đồng thì chẳng hạn, ví dụ hai bạn ở, một bạn ở Sài Gòn với một bạn ở ngoài Hà Nội á, thì ví dụ như là hai bên mà đến được với nhau á, thì hai bạn có chấp nhận là ví dụ mình về Lâm Đồng làm dâu? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì em cũng muốn hỏi lại bạn nè. Ví dụ như là nhà gái có đủ điều kiện để mời bạn nam sống chung với gia đình vợ luôn thì bạn nam suy nghĩ như thế nào? Ở chỗ gia đình vợ thì đủ điều kiện để cho mình lập nghiệp luôn á. Cái đó thì theo anh nghĩ thì nó tùy thôi. Ví dụ như gia đình anh hiện tại thì nói chung là điều kiện cũng khá là đầy đủ, cũng không thiếu gì hết. Mà gia đình bên đó cũng điều kiện cũng đầy đủ, không thiếu gì hết, thì kiểu hai bên mà đến được với nhau hoặc là muốn tiến xa hơn á, thì chắc lúc đó sẽ thảo luận lại. Mình có thể thảo luận đưa ra một cái phương án mà hợp lý nhất. Thì nếu như là hai người yêu nhau thì nói chung sẽ tìm ra cách để mình có thể ổn thỏa hai bên. Cái đó là, nhưng mà trước mắt thì hai người phải yêu nhau đã. Thôi được rồi, như đó là để hiểu cái suy nghĩ cũng như là cái quan niệm sống của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cái gì cho nó vui vẻ lên một xíu nè. Đó, để mà chúng ta bắt đầu đi đến cái phần quyết định chọn lựa. Bây giờ mình có quà tặng dành cho nhau đi. Chi? Em có thể hát tặng. Nền như mô tô, không phải
thương xót nhau hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em, mần bao tiết nuôi trái tim. Và ta nhặt lại từng cây từng giây. Em vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Cây em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi qua mỗi tình. Dạ em xin hết ạ. Còn Quỳnh ơi, mình tặng một món quà gì cho chương trình đi nè. Thật ra thì em không có năng khiếu về mấy khoản này lắm, chi hát hay quá. Và chắc là em cũng sẽ tặng mọi người một đoạn nhỏ thôi trong bài hát mà em yêu thích. Okay. Thì bài hát này cũng nói okay. một cái kiểu như là mỗi người đàn ông mà em sẽ chọn ấy, kiểu người em thích trong bài Like My Father của Jack. I need a man who patient and kind, get out of the car and holds the door. We wanna dance in living room light, waiting a sunny for man grow. Always someone who make me feel young, I need a man who loves me long. My father loves my mom. Em xin hết ạ. Wow, dễ thương. Rồi, giờ hai bạn trai tôi đơ hình rồi phải không? Hai bạn nữ cũng rất là tuyệt vời ạ. Hát, bạn nào hát cũng hay hết ạ. Bạn nào cũng xinh hết. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phòng 3 của chương trình với tên gọi là Khoảnh Khắc Quyết Định. Các bạn sẽ có biểu tượng trái tim màu xanh, trái tim màu đỏ và cái biểu tượng mặt cười. Sau 5 giây các bạn đưa ra cái quyết định của mình. Nếu mình muốn hẹn hò đối phương ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Nếu như các bạn cảm thấy là hôm nay chưa tìm được một tiếng nói chung với ai đó hết thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Đó là quyền của các bạn. Bây giờ Tường muốn kiểm tra lại là các bạn đã có đủ 3 cái biểu tượng này trước mặt mình chưa? Dạ rồi chị. Đúng rồi ạ. Ok. Em có đủ rồi chị. Các bạn sẽ nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm 5 giây của chị Tường thì các bạn cùng đồng loạt đưa cái biểu tượng của mình lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Xin mời cả 4 bạn nhắm mắt lại. 1 2. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình và đưa ra sự quyết định cho đúng đắn. 4. Không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy, nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc. Và 5. Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Em nghĩ là luôn nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn chị cái mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm con phụ mình. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Xin mời biểu tượng của cả 4 bạn. Cười, còn bên đây mặt cười luôn hả? Ôi trời ơi, sao ngày hôm nay các bạn cười nhiều vậy? Chỉ có bạn Quốc Khánh là đưa trái tim màu đỏ mà thôi. Như vậy có nghĩa là 3 bạn còn lại chưa có cảm thấy rung động hoặc là chưa có cảm thấy tìm được tiếng nói chung với bất kỳ ai ở trong chương trình hết. Lan Chi, tại sao mà em không chọn được chàng trai nào trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, như là em đã chia sẻ ngay từ đầu là em không thích yêu xa, em nghĩ là mình làm bạn sẽ tốt hơn. Nhưng mà em mai mốt hết dịch thì em cũng lên thành phố mà, thì sao em không chọn anh Quốc Khánh? Bạn Quốc Khánh thì bạn cũng rất là tốt, nhưng mà về cái quan điểm thì nó không có đồng điệu với em lắm, nên là em chưa có cảm xúc cho lắm nên là em không chọn. Em là một cô gái rất là thẳng thắn và rất là mạnh mẽ. Còn Quỳnh thì sao, hồi nãy giờ ai cũng là khen em hết trơn á, mà chị tưởng nó thể nào em cũng sẽ chọn được một trong hai anh, sao cuối cùng em cũng không chọn anh nào vậy Quỳnh? Với em thì khoảng cách hay là độ tuổi thì nó cũng không hẳn là một lý do quan trọng ấy, mà quan trọng là thời điểm hiện tại em không cảm nhận được cái sự muốn tìm hiểu của hai bạn ấy đến với em ấy.
Em quyết định là cười với cả hai bạn thôi ạ. Thế còn Khánh ơi, khi mà Khánh đưa trái tim ra, chọn Khánh là người duy nhất đưa trái tim màu đỏ, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng không có được kết đôi với nhau, thì không biết là Khánh suy nghĩ như thế nào? Thực ra là trong hai bạn thì nói chung là kiểu gì thì em cũng sẽ chọn một trong hai bạn, là tại vì em cũng không có khái niệm là có cái mặt cười nữa. Thì em thấy bạn áo đỏ thì được hơn thì em chọn bạn áo đỏ thôi. Thế còn Cường là như thế nào Cường? Em có suy nghĩ gì trong lúc này? Hai bạn nữ thì cũng đều, bạn nào cũng đều tốt hết ạ. Nhưng mà em nghĩ khoảng cách nó hơi xa, cho nên là em cũng hơi ngại cái chuyện đó một chút ạ. Tường cũng rất là tiếc, ngày hôm nay Tường cũng cố gắng hết sức. Tại vì nhìn cái giao diện bên ngoài thì các bạn đều là trẻ, năng động, đều xinh đẹp như nhau hết. Nhưng mà chỉ một ít thời gian không đủ để chúng ta hiểu được và cảm nhận được nhau. Cũng xin chúc cho bốn bạn sẽ tìm được cái duyên của mình, sớm tìm được một nửa yêu thương nha. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình, có một chút tiếc nuối trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Nhưng mà không sao cả. Và đến với chương trình ghép đôi thần tốc thì dù các cặp đôi không có thành công, các bạn ấy không hẹn hò với nhau, nhưng mà nhãn hàng John một giặt hai trong một, giặt và xả tất cả trong một, cũng sẽ dành tặng cho mỗi người tham gia chương trình mỗi người là một năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một quý vị nha. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCD Media. Mọi người hãy tải ứng dụng Netlove để được theo dõi chương trình một cách nhanh nhất quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ cho chương trình, giúp cho các bạn ở mọi miền có thể kết nối được với nhau trong chương trình. Xin cảm ơn, và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.